Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại gia đình vui vẻ của Tâm Tâm nha. Thì ngày mới, Tâm xin chúc cho tất cả mọi người sẽ có một ngày thật là nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười và dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng luôn. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục cuộc hành trình trên đường lộ 923 để đi vào trong cầu Tây Đô, Phong Điền. Sau đó thì mình sẽ đi một đoạn trên đường 926 nha. Thì đây là video tiếp theo mà Tâm Tâm làm theo yêu cầu của chị Duyên. Chị ở nước ngoài thì chị rất là muốn xem lại những hình ảnh ở trong Phong Điền là quê hương xứ sở của chị trước khi mà chị đi sang nước ngoài. Và bây giờ thì chúng ta cùng xem video nha. Tâm Tâm chúc cho mọi người xem video thật là vui, thật là thư giãn luôn nè. Nhất là các cô chú anh chị ở xa quê, ở xa nơi mình đã từng sinh sống đó, thì có thể xem lại được những hình ảnh ngày xưa, có thể nhớ lại được những kỷ niệm nơi mà chúng ta đã gắn bó rất là lâu trước khi mà chúng ta rời khỏi. Bây giờ Tâm Tâm chạy thẳng trên một con đường 923 thôi. Và hôm nay thì nắng rất là đẹp, cho nên nó quay video cũng đẹp nữa. Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên mà Tâm Tâm đi vào trong này xa như vậy luôn đó. Tại vì ngày xưa giờ mình lên Cần Thơ học á, thì mình đi trên Cần Thơ, mình đi những cái đường ở ngoài Cần Thơ thôi, như là đường 3 tháng 2, đường 30 tháng 4, Mậu Thân, Đại lộ Hòa Bình, những cái con đường chính ở trong Cần Thơ thôi hà. Chứ chưa bao giờ mà mình đi vào trong Phong Điền hay là đi lên các cái quận khác hết á. Thì kể từ khi mà mình làm những video về đường đi rồi theo yêu cầu của các cô chú anh chị, thì Tâm Tâm đã khám phá ra được thêm nhiều đường mới, những con đường mà trước kia mình chưa bao giờ tới hết trơn á. Cho nên là rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã giúp cho Tâm Tâm có thêm nhiều hiểu biết, thêm nhiều thông tin hơn và những cái điều mới mẻ ở Cần Thơ nè. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn. Vậy cho nên á, các cô chú anh chị và tất cả mọi người, ai có muốn xem những con đường nào ở Cần Thơ để có thể nhớ lại những kỷ niệm hồi ức ở nơi đó, nơi mà chúng ta đã từng sinh sống gắn bó đó, thì có thể bình luận ở phần bình luận bên dưới cho Tâm Tâm biết để mình có thể giúp cho mọi người xem lại những con đường đó nha. Nhưng mà có một điều là mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm cho mình, đó là đôi khi á, Tâm Tâm quay những cái đoạn đường đó nơi mà mình không có rành cho lắm, mình chỉ đi ngang thôi, mình từng đi ngang á, cho nên là có nhiều khi mình quay không có được chi tiết, không có được cận cảnh theo những cái ngày xưa mà các cô chú anh chị đã từng sinh sống ở đó đó, muốn xem. Cho nên là mọi người hãy thông cảm cho Tâm Tâm nha. Và một lần nữa thì Tâm xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều luôn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình nha. Chút xíu nữa là chúng ta tới chợ Phong Điền rồi đó. Vừa xuống dưới dốc cầu là chợ Phong Điền. Thì mình thấy chợ Phong Điền là nhìn thẳng ra bờ sông, nhìn rất là mát mẻ, và ở đây có một cái công viên nữa nè. Nhìn xanh sạch đẹp quá ha mọi người. Ở đây người ta buôn bán cũng khá là sầm uất luôn á. Có rất là nhiều những cái cửa hàng lớn, salon xe, rồi thế giới di động nè, Bách Hóa Xanh. Chợ Phong Điền ở bên trong mình nghĩ là rất là đông đúc nhộn nhịp luôn. Nhưng mà tại vì hôm nay mình đi vô trong cầu Tây Đô mình quay, cho nên là mình không có ghé chợ Phong Điền. Hy vọng là một ngày gần nhất thì mình sẽ vào trong chợ Phong Điền để quay cho mọi người xem nha. Bây giờ Tâm Tâm sẽ chạy thẳng xuống hướng dưới nè. Lần đầu tiên mình đi vào tới đây luôn đó. Đi khám phá Cần Thơ luôn nha. Ở phía trước thì mình thấy người ta đang làm đường, có rất là nhiều những cái xe tải, xe ben đó. Thì mình sẽ chạy từ từ chậm chậm tới đó xem sao nha. Xem có qua được hay không. Chỗ này thì có một cái chiếc xe hủ lô, họ đang cán ở mặt đường hay gì nè. Tâm Tâm sẽ đợi cho chiếc xe này chạy xích qua đây chút xíu á. Anh tài xế đó, anh thấy mình chạy ngang cho nên là ảnh nhường đường, anh chạy sát vô cho mình chạy nè. Để từ từ ảnh tấp vô quá rồi mình chạy ngang qua cho dễ nha mọi người. Mọi người cùng chờ đợi với Tâm Tâm nha. Và trong thời gian chờ đợi thì Tâm Tâm xin được quảng cáo cho kênh nha. Là mọi người nếu như ai yêu thích kênh mà chưa bấm subscribe đăng ký thì mọi người hãy bấm vào nút subscribe và nhớ nhấn vào cái chuông để có thể theo dõi những thông báo video mới nhất trên kênh Gia đình Vui vẻ của Tâm Tâm. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đi nè. Chỗ này thì người ta đang làm lộ nè.
phía bên tay phải hình như là đi vào trong trung tâm Phong Điền. Tại vì Tâm Tâm nói thật lòng luôn á là hôm nay mình đi theo Google Maps. Mình đi vào đây để quay theo Google Maps nè. Bên trái là mình quẹo lên cầu Tây Đô. Và vào tháng 11 năm 2020 thì mình thấy là có một dự án nâng cấp cầu Tây Đô với kinh phí lên tới là 208 tỷ đồng luôn á. Bởi vì hiện tại đó thì mọi người thấy cầu Tây Đô chỉ đi được một làn xe, tại vì rộng chỉ có 5 mét thôi. Thì sau này khi mà nâng cấp cầu Tây Đô lên thì mình thấy trong dự án đó, để là một bên là 10,5 mét, có hai đơn nguyên mỗi bên là 10,5 mét nha mọi người. Thì đi tới đây á, Tâm Tâm cảm thấy rất là có lỗi với chị Duyên luôn. Là tại vì chị Duyên nhắn cho mình bình luận á, là chị nói qua cầu Tây Đô rẽ phải sẽ đi vào Rạch Nhum. Nhưng mà Tâm Tâm não cá vàng đó mọi người, cho nên là Tâm lỡ mình quẹo trái rồi, về tới nhà rồi mình đọc lại bình luận mình mới thấy á. Cho nên là rất là xin lỗi chị Duyên. Em cảm thấy rất là có lỗi với chị luôn. Tại vì em đi quay mà em quay nhầm đường như vậy á. Đáng lẽ là Tâm Tâm quay video này và Tâm Tâm không muốn chỉnh sửa bất cứ cái gì hết. Tâm để toàn bộ con đường đi luôn cho tất cả mọi người cũng như là chị Duyên có thể theo dõi, có thể nhìn thấy lại được khung cảnh ở trong Rạch Nhum. Nhưng mà do sự cố là mình bị quên cái lúc mà mình quẹo phải á, mà mình đi quẹo trái. Cho nên là bây giờ mọi người hãy thông cảm cho Tâm Tâm cũng như là chị Duyên. Chị hãy thông cảm cho Tâm Tâm nha. Và mình hẹn một ngày khác ở trong một video khác á, thì Tâm Tâm sẽ quay ở Rạch Nhum để chia sẻ tới mọi người cũng như là theo yêu cầu của chị Duyên. Rồi bây giờ thì chúng ta đi trên đường 926. Thì trên đường này á, Tâm Tâm thấy là đi vào trong xã Trường Long. Ở đây thì đường xá khá là rộng rãi luôn. Thì chúng ta nói một chút về cây cầu Tây Đô mới vừa nãy chúng ta đi qua đó. Đây là một trong những cây cầu bắc qua sông Cần Thơ, gồm có là cầu Hưng Lợi, cầu Quang Trung, cầu Vàm Sáng, cầu Trần Hoàng Na và cầu Tây Đô. Thì Tâm Tâm chia sẻ với mọi người một ít thông tin về cầu Tây Đô mà mình nắm được như vậy. Thì theo như mình thấy ở trên bản đồ đó, thì mình đi theo đường 926, rồi sau đó đi qua 4 tổng 1.000, đi thêm một quãng nữa thì sẽ tới cao tốc Lộ Tẻ để đi qua Rạch Giá Kiên Giang luôn đó mọi người. Con đường này khá là dài luôn ha, mà bây giờ người ta tráng nhựa đó thì lại dễ đi nè, rồi đường xá thông thoáng như vậy nè. Mình nghĩ là có nhiều xe lớn sẽ đi trong này lắm á, mặc dù là có thể nó hơi xa hơn so với mình đi đường ở ngoài á. Ở trong đây thì mình thấy là hai bên đường người ta có trồng rất là nhiều những cái cây phượng. Thì mình nghĩ tới mùa hè đó sẽ nở đỏ thắm hết cả con đường, nhìn chắc rất là đẹp luôn đó mọi người. Mình rất là thích đi những con đường nào mà có trồng cùng một loại cây á. Thì tới mùa hoa, ví dụ như cây bằng lăng, thì tới mùa bằng lăng nở đó sẽ rất là đẹp luôn. Bây giờ Tâm Tâm sẽ chạy vào trong kia để xem ở bên trong xã Trường Long là như thế nào nha. Ở đây thì mình thấy trên bản đồ để là xã Trường Long, rồi chợ cũng tên là chợ Trường Long, rồi có cầu Trường Long nữa mọi người. Trong này thì người ta cũng bán buôn, rồi có những cái cửa hàng, vật liệu xây dựng, xe buýt cũng vào trong này luôn. Ở hai bên đường đó, mọi người thấy là những cái bảng để cho xe buýt đi vào rước khách đó mọi người. Cả những trại nuôi cá, nuôi gà nữa. Rồi ở hai bên đường là sẽ có những người người ta để trái cây, một ít trái cây ra bán nữa đó mọi người. Trong này thì người ta trồng hoa ở hai bên, nhìn màu vàng, vàng rực rỡ luôn á, nhìn đẹp ha. Và cái lý do mà mình cứ chạy hoài chạy mãi trên đường 926 này á, là tại vì mình nghĩ khi mà qua cầu Tây Đô, mình quẹo trái là đi vào trong Rạch Nhum. Cho nên là Tâm Tâm chạy qua tới đây xong cái Tâm chạy hoài luôn. Mà Tâm không thấy chùa, cái chỗ mà chị Duyên nói á. Nên Tâm cứ chạy thẳng hoài luôn, mình tìm thử coi, coi lỡ như mình chưa chạy tới thì sao. Nhưng mà không ngờ là khi mà Tâm chạy
Tới chỗ quẹo qua đường đi Rạch Giá 4 tổng 1.000 đó thì mình vẫn chưa có tìm thấy chùa nữa. Rồi sau đó mình về mình đọc lại bình luận mấy, mình mới nói ôi chết rồi, mình đi nhầm đường rồi. Đó, bởi vậy đó là lý do mà Tâm Tâm đã chạy hoài chạy mãi ở trong này đó. Nhưng mà mọi người cứ xem như đây là một ngày mà chúng ta đi khám phá bên trong xã Trường Long ở trên đường 926 là như thế nào nha. Bây giờ thì mình vẫn chưa chạy tới chợ Trường Long nữa. Hai bên đường người ta bán trái cây quá chừng luôn nè mọi người. Những cái trái cây ở trong vườn nhà đó thì mình nghĩ là sẽ ngon hơn khi mà chúng ta đi mua ở ngoài chợ nha. Trong đây thì người ta trồng trái cây, có vườn trái cây đó, nên họ bán mình nghĩ là sẽ ngon hơn. Bây giờ mời mọi người cùng ngắm nhìn cảnh trên đường quê ở trong xã Trường Long nha. Ở trong đây thì mình chạy có vẻ là đường khá là dằn á, tại vì có những cái ổ gà. Bây giờ thì mình đã tới chỗ chợ Trường Long nè. Ở đây cũng có bách hóa xanh nữa kìa mọi người. Khúc này chợ khá là đông đúc và đường xá thì mình thấy có hơi dằn xóc một chút. Mọi người xem video không được rõ thì thông cảm cho Tâm Tâm hen. Mình chạy ngang chỗ chợ nè. Giờ này thì có vẻ như chợ trong này cũng không có còn đông lắm, cho nên là chạy ngang khá là dễ dàng luôn. Chứ mình nghĩ ngay giờ khoảng tầm 7 giờ mấy chắc là chợ đông á. Còn bây giờ là khoảng 9 giờ rồi. Mọi người xem video có ý kiến gì thì hãy nhớ để lại bình luận ở phần bình luận bên dưới nha. Và nếu như mọi người thấy video này hay thì hãy nhớ bấm like và share cho thật là nhiều người cùng xem với. Rồi mọi người nếu như ai ủng hộ kênh thì hãy bấm vào nút subscribe, đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất. Thì hãy nhớ bấm vào cái chuông, rung chuông để có thể nhận thông báo mới nhất, video mới nhất trên kênh Gia Đình Vui Vẻ của Tâm Tâm. Bây giờ thì Tâm xin cảm ơn tất cả mọi người thật là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau nha. Bye bye.